Chào quý thầy cô. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng với quý thầy cô cách mà chúng ta update phần mềm Accessible Inc phiên bản 5.5.8. Thì trong quá trình sử dụng thì tôi cũng gặp một số vấn đề và cũng nhận được một số phản hồi của quý thầy cô. Đó là chúng ta đang sử dụng thì phần mềm chúng ta bị văng ra ngoài hoặc là chúng ta sẽ không vào được nữa. Lý do ở đây là do chúng ta sử dụng phần mềm này là phần mềm không có bản quyền. Cho nên là chúng ta không tắt cái cập nhật bản quyền của phần mềm đi. Cho nên là khi mà nó cập nhật bản phần mềm thì cái phần mềm chúng ta sẽ bị báo lỗi và chúng ta bị văng ra bên ngoài. Thì ở đây chúng ta thấy là cái phần mềm Accessible Inc bây giờ giá của nó chỉ là 155.000 hay 156.000. Thì quý thầy cô nếu mà có điều kiện thì chúng ta có thể mua trực tiếp để sử dụng cho nó trơn tru. Còn nếu không thì quý thầy cô lại tiếp tục update phần mềm này lên phiên bản 5.3.8 để chúng ta có thể sử dụng tiếp. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách mà chúng ta sẽ update phiên bản 5.5.8. Thì trước hết quý thầy cô phải gỡ bỏ cái phần mềm cũ ra. Ở đây thì tôi đã gỡ bỏ và ở đây đã xuất hiện chúng ta cái nút là chúng ta phải mua phần mềm. Còn đối với thầy cô nào mà chúng ta chưa cài phần mềm này bao giờ thì quý thầy cô vui lòng xem lại cái video trước tôi đã hướng dẫn quý thầy cô cách mà chúng ta cài phần mềm Accessible Inc. Và thầy cô làm theo đó, sau đó chúng ta sẽ cài file của lần này. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách mà chúng ta đi cài đặt hay update cái phần mềm Accessible Inc phiên bản 5.5.8. Ở đây tôi có cái bộ cài phần mềm Accessible Inc phiên bản 5.5.8. Chúng ta gồm có 4 file và quý thầy cô sẽ cài lần lượt cho tôi theo từng thứ tự sau. Thứ nhất chúng ta có cái hình có cái khóa này, hình có cái dĩ băng này và hình cái hộp này thì chúng ta cài hình khóa đầu tiên. Các thầy cô kích chuột phải vào đây và nó hiện chữ Install PFX thì cô kích vào đây. Đó. Sau đó chúng ta chọn chữ Local, chúng ta chọn Next và chúng ta cứ Next sau khi nào nó cài đặt xong chúng ta. Đó. Ở đây nó hỏi password chúng ta cũng bỏ qua, Next. Next. Đây, chúng ta cài xong này. Tiếp theo chúng ta đến cái thứ hai là cái có dây băng này, chúng ta cũng mở chuột phải lên, chúng ta chọn và install. Đó. Và chúng ta cũng chọn local tại next. Và chúng ta connect đến khi nào mà nó tự cài cho chúng ta xong. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cài đến cái ứng dụng. Đây thì câu chọn vào next, chọn install. Đó, và nó hiện ra chúng ta cái trình cài đặt và chúng ta ấn vào install để cài đặt và thầy cô đợi cho 1-2 phút để phần mềm tự cài đặt và chúng ta có thể sử dụng được. Đấy, phần mềm đã cài đặt xong rồi và nó sẽ tự mở ra cho tôi. Và đây chính là cái giao diện phần mềm của chúng ta. Ở đây thì có những cái hướng dẫn sử dụng tính năng để zoom to này, zoom bằng kích đúp hai lần này, zoom bằng hai ngón tay này hoặc kéo lên kéo xuống này. Đó. Và một số các phần mềm như là bắt đầu viết này hay là zoom out này. Chưa? Và đây là khu vực viết này. Và đây là một số các cài đặt này. Đó. Và đây chúng ta chọn xem là chúng ta lưu cái file bài giảng chúng ta vào đâu. Đấy, các bạn phải bỏ qua hoặc là chúng ta tự chọn sau. Đấy, tôi cũng sẽ bỏ qua. Và đây chính là cái giao diện của chúng ta. Và để sử dụng tiện lợi hơn, chúng ta sẽ phải cài đặt một số các thông số sau. Ra vào phần cài đặt nhé. Chúng ta bật chế độ đây là chọn là A4 này. Đó, chúng ta đây là chế độ cao đi để cho chúng ta đẹp, được chưa? Rồi, chúng ta cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ vào xem ở phần mềm này có những cái gì mới so với phiên bản cũ. Ở đây các phần tính năng, các phép, các nút tính năng như là lưu này, quay đi back này, hoặc là nhân đôi này, copy này, paste này, được chưa? Đây là tạo file mới này, ở đây là cài đặt này, chọn hình này. Thì vẫn như cũ thôi, và chỉ khác đây là cái
cái bảng bút này là có cái chấm tròn, chúng ta kích vào đây thì chúng ta cũng có bốn cái bút như thế, chúng ta chọn ngòi, chọn màu, chọn kích cỡ, chúng ta viết như bình thường. Đó. Ngoài ra ở đây thì nó có thêm một cái một số cái hình vẽ đây thì cô giống như phần cũ thôi, đó là viết chữ này, viết đứt này, viết thẳng này, mũi tên này, các hình như là hình tròn, hình vuông, hình tam giác để cô để vẽ ở trong này. Được chưa? Và đây tẩy này, chúng ta tẩy, chúng ta thêm một cái nút tẩy nữa. Ở đây là chúng ta tẩy xong rồi nó sẽ mất tẩy. Đó, đây là ví dụ. Đây tôi tẩy xong thì nó sẽ mất tẩy. Kích đây là mất tẩy luôn. Đó và xóa toàn bộ. Đây, cái thứ hai ở đây là chúng ta có cái nút tẩy tẩy nhỏ, tẩy vừa và tẩy cỡ lớn cho thầy cô. Và đây thì nó có cái tính năng này chắc thầy cô cũng biết rồi, đó là cái tính năng mà chúng ta sẽ update các bản PDF này vào đây để chúng ta viết bản PDF. Đây tôi có một cái bản PDF và tôi sẽ update cho thầy cô xem. Đây là nó update và chúng ta sẽ chờ 1-2 phút nó sẽ hiện ra cho ta các bản PDF và chúng ta có thể viết trực tiếp vào bản PDF này trong quá trình ta dạy học. Rất là tiện lợi, đây những cái tiêu đề của chúng ta. Đó. Thầy cô hãy viết vào đây được. Vậy là tôi đã chia sẻ xong cho quý thầy cô cách mà chúng ta update phiên bản Accessible Ink 5.5.8 để khắc phục những cái lỗi của phiên bản cũ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở trong những cái buổi chia sẻ lần sau. Nếu thấy hay, quý thầy cô có thể like và subscribe kênh YouTube của tôi để nhận được những bài chia sẻ mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô.